Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Sterberg, Pháp và Brussels, Bỉ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, dân chúng Strasbourg, Pháp ủng hộ các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, các học viên đã tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường nhà ga xe lửa Strasbourg và quảng trường Autolis. Vào ngày hôm sau, họ tổ chức các hoạt động nhằm phơi bày cuộc bức hại suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp tại Hội đồng châu Âu ở Strasbourg. Strasbourg là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của vùng Rhône-Alpes phía đông bắc nước Pháp. Strasbourg giáp danh với Đức và nằm bên dòng sông Rhine, nên lịch sử phong phú và đầy biến động đã lưu lại cho vùng đất này một di sản kiến trúc độc đáo. Anh Stefan là một kỹ sư và đã gặp các học viên tại Nghị viện châu Âu cách đây 2 năm. Khi nhìn thấy các học viên tại nhà ga xe lửa, anh đã ngay lập tức ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho biết, tôi là người Pháp và tôi nghĩ rằng quyền tự do ngôn luận rất quan trọng. Tôi thấy môn này, Pháp Luân Công, trông lành mạnh và tích cực. Nếu mọi người không thể tập luyện thì thật đáng tiếc. Thật tốt khi chúng ta có thể giúp họ. Quan sát các hoạt động của các học viên, anh cho hay điều này còn cho thấy Trung Quốc có mặt tích cực và nhân văn, chứ không chỉ là những điều tiêu cực của Đảng Cộng sản. Anh hy vọng mọi người đều có thể tiếp tục tu luyện, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông Etienne Peterano đã bị thu hút bởi các hoạt động và dừng lại ở quảng trường nhà ga trong một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông rất xúc động. Ông hy vọng người dân Trung Quốc sẽ có quyền tự do ngôn luận, và rằng các quốc gia hùng mạnh ở châu Mỹ và châu Âu nên gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc. Ông nói rằng cuộc bức hại đã kéo dài hơn 20 năm là điều bất thường. Anh Etienne được truyền cảm hứng từ sự kiên định của các học viên. Anh nói, các bạn đang làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng. Tôi ủng hộ các bạn, trái tim tôi đồng hành cùng các bạn. Tin tức thứ hai, các quan chức tham gia cuộc diễu hành và meeting lên án cuộc bức hại nhân ngày quốc tế hòa bình tại Brussels, Bỉ. Ngày 21 tháng 9 là ngày quốc tế hòa bình. Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công từ hơn 10 quốc gia ở châu Âu đã tổ chức một cuộc meeting và diễu hành tại Brussels. Họ kêu gọi các nước châu Âu hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công suốt 25 năm qua. Ông Annick Poitier, nghị sĩ Quốc hội Bỉ, đã đi cùng đoàn trong suốt cuộc diễu hành và có bài phát biểu tại cuộc meeting lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuộc diễu hành bắt đầu trên đại lộ Magnet, phía đông nam cung điện Hoàng gia Bỉ, đi qua các tuyến phố có Nghị viện châu Âu, đại sứ quán của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế, và kết thúc tại quảng trường Jean Rey, nằm giữa Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu. Tại đây, các học viên Pháp Luân Công, các chính trị gia từ mọi tầng lớp xã hội và đại diện của các tổ chức nhân quyền đã tổ chức một cuộc meeting. Năm diễn giả đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ca ngợi Pháp Luân Công vì đã chiều theo nguyên tắc chân thiện nhẫn, đề cao nhân cách và bảo vệ hòa bình. Trong bài phát biểu dài 8 trang của mình, bà Gerardino Motti, người đứng đầu Hiệp hội Tổ chức các y tá chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại châu Âu, bày tỏ lòng biết ơn đối với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã mời bà phát biểu tại cuộc meeting. Bà nói, chủ đề của Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay là thúc đẩy văn hóa hòa bình. Chính phủ Trung Quốc nên bắt đầu bằng việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Đó là bước đầu tiên để bảo vệ và giữ gìn phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình thế giới. Bà cũng cho biết, thật khủng khiếp khi các học viên Pháp Luân Công muốn hành xử theo nguyên tắc chân thiện nhẫn lại bị giết hại vì đức tin của họ. Ông Hans Nott, Phó Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới, phát biểu tại cuộc meeting, tôi nghĩ thật kinh hoàng khi một chính phủ như Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đối xử với những người mà đáng ra họ phải bảo vệ theo cách này. Ông nói rằng việc bức hại Pháp Luân Công, những người luôn được biết đến với sự trung thực và bao dung, là không thể lý giải nổi và không thể chấp nhận được. Ông phát biểu, Pháp Luân Công là một hệ thống có giá trị tốt đẹp, một hệ thống có nguyên tắc lành mạnh, chân thiện nhẫn, cần được truyền bá trên thế giới. Những giá trị này áp dụng được cho tất cả nhân loại. Ông Manjian, Giám đốc Viện Nhân quyền Đức cũng bày tỏ, bất cứ khi nào tôi tham dự một sự kiện của Pháp Luân Công, tôi đều xúc động trước sự điềm đạm và từ bi của các học viên Pháp Luân Công và toàn bộ không gian ngập tràn năng lượng chân thiện nhẫn. Lần này cũng không ngoại lệ. Bà Elke van den Brander,
đại diện của Liên minh quốc tế chấm dứt lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, cũng phát biểu tại cuộc meeting. Bà nhấn mạnh trong ít nhất 2 thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc đã bị cáo buộc về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm và giết hại các nạn nhân trong quá trình này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đối xử với Pháp Luân Công bằng chính sách tiêu diệt. Trong bài phát biểu của mình, bà kêu gọi các quốc gia G7 nhìn nhận nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là tội ác chống lại loài người và là mối đe dọa với đạo đức y học toàn cầu. Với tư cách là các nhà lãnh đạo toàn cầu, các nước G7 có nghĩa vụ đạo đức phải can thiệp và chấm dứt sự tàn bạo này. Cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.